Từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng tiếp tục triển khai hỗ trợ và cung ứng 5.000 tấn rau củ cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Cụ thể, mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng cung ứng 200 tấn các loại nông sản đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng, có thời gian bảo quản dài, đảm bảo chất lượng tốt nhất như cải bắp, cải thảo, đậu, cà rốt, khoai tây, bầu bí, dưa leo, cà chua, su hào, củ cải, củ dền. Trên mỗi chuyến xe hỗ trợ, đảm bảo có ít nhất 5 loại nông sản khác nhau để tạo sự phong phú tại các điểm hỗ trợ. Đợt này, thành phố Đà Lạt, các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, mỗi địa phương gửi đi 50 tấn mỗi ngày. Các huyện Lạc Dương và Lâm Hà, mỗi địa phương gửi 25 tấn mỗi ngày. Để tạo điều kiện thuận tiện trong vận chuyển hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm bố trí luồng xanh và phương tiện vận tải hàng ngày theo khối lượng phân bổ cho từng địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổng hợp, tập kết hàng hóa từ các nguồn, sau đó điều phối bố trí lịch trình vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Lâm Đồng về điểm giao nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo kịp thời.